sư đủ cho các bạn tắm rồi bơi thoải mái. Thế hỏi 30% này ok của chị, đầu tiên các bạn thấy cái mình sẽ có không là có tầm nhẹ và tác rồi ok và trước khi không công an đó cùng nhẹ đầu tiên các bạn nè mình sẽ để phần dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, bây giờ các bạn ý tưởng này mình sẽ để cái phần mô tả và toàn bộ những cái phần mô tả. Ok, xin mời các bạn xem. Mình sẽ xây hồ bơi. Các bạn lắp lại, bây giờ các bạn lắp lại, các bạn lắp lại, các bạn lắp lại,
rồi, các bạn đặt cái này. Đó. Các bạn thấy chưa? Bây giờ các bạn đó. Đó, đó chính là hồng quân mãi mãi. Thì nếu các bạn thích video này thì đừng quên cho mình một like, share, subscribe, đăng ký và chia sẻ nha. Ok, bye bye.